Chào mừng các bạn đến với kênh Pháo thủ Arsenal. Sau đây là những nội dung vừa cập nhật. Kai Havertz chỉ cần trở lại đúng phong độ sẽ khiến EPL phải giải trừng. Ngôi sao người Đức có lẽ đã trải qua một bước ngoặt quan trọng và sẵn sàng bùng nổ trong thời gian tới. Trong lần trở lại khung gỗ của Arsenal tại Premier League, Aaron Ramsdale đã có một ngày thi đấu đầy thất vọng và suýt chút nữa đã khiến pháo thủ rơi vào thế khó ngay từ trận đấu vì sai lầm tai hại của mình. May cho Ramsdale, Declan Rice đã kịp thời cản phá cú sút của Bryan Mbeumo ngay sát vạch vôi trước khi Arsenal sốc lại tinh thần và từng bước làm chủ thế trận. Pháo thủ thực sự đã thiếu may mắn khi không thể dẫn trước, hay nói cách khác, các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta đã không tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn của mình. Và tại thời điểm mà nhiều cổ động viên của Arsenal đã bắt đầu chấp nhận một kết quả hòa, Kai Havertz bất ngờ tỏa sáng sau chưa đầy 10 phút vào sân từ băng ghế dự bị và mang về 3 điểm cho đội chủ sân Emirates. Arteta thực sự đã khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn ngạc nhiên khi quyết tâm chiêu mộ Kai Havertz với giá 65 triệu bảng. Rất nhanh chóng, đã có những dấu hỏi to lớn được đặt ra cho quyết định của huấn luyện viên này khi ngôi sao người Đức liên tục thi đấu với phong độ thất vọng. Tuy vậy, có vẻ như bước ngoặt đã thực sự xuất hiện và các cổ động viên của Arsenal có thể sẽ được chứng kiến một phiên bản hoàn toàn mới của Kai Havertz. Trong kỳ nghỉ quốc tế, Kai Havertz đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên đội tuyển Đức với pha lập công vào lưới đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 10 trận trên mọi đấu trường. Vừa mới trở lại cấp độ câu lạc bộ, Kai Havertz lại tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số, đánh dấu bàn thắng đầu tiên từ một tình huống bóng sống cho Arsenal. Và trong tương lai, có lẽ săn bàn cũng sẽ là nhiệm vụ chính của Kai Havertz. Những bàn thắng và những trận đấu hay có thể giúp tôi đạt được sự tin tưởng từ người hâm mộ và tôi sẽ luôn cống hiến 100% trong các trận đấu lẫn trong các buổi tập. Tôi nghĩ cổ động viên của Arsenal cũng sẽ nhận ra điều này. Nó rất quan trọng. Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở đây, Kai Havertz chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với trang chủ của Arsenal. Có thể thấy, Kai Havertz luôn được đánh giá cao tầm quan trọng của việc ghi bàn và chuỗi bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ vừa qua hoàn toàn có thể là bước ngoặt để anh phát huy hơn nữa khía cạnh săn bàn trong thời gian tới. Cần biết, trong hai mùa giải cuối cùng khoác áo câu lạc bộ Bayer Leverkusen, Kai Havertz đã ghi đến 38 bàn thắng trên mọi đấu trường, số liệu từ Transfermarkt. Trong những trận đấu trước, Kai Havertz vẫn thường được đặt vào nhiều tình huống thuận lợi để ghi bàn, song anh đã không thể đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên, dường như mọi thứ đã thay đổi và nếu thực sự thức tỉnh được bản năng săn bàn đã mất của mình, chắc chắn Kai Havertz sẽ trở thành một món vũ khí vô cùng đáng sợ của Arsenal trong thời gian tới. Vượt Arsene Wenger, Arteta đi vào lịch sử của Arsenal. Theo ông ta, huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục đào sâu thêm kỷ lục sau khi Arsenal vượt qua Brentford. Mikel Arteta được coi là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất nước Anh. Sau chiến thắng 1-0 trước Brentford, qua đó giúp Arsenal leo lên đỉnh bảng, ưu tiên vệ này đạt được cột mốc mới tại Premier League cùng Arsenal. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha liên tục cho thấy khả năng cầm quân cực tốt kể từ khi tiếp quản Arsenal. Lúc này Arteta đánh dấu trận thắng thứ 116 của ông trên cương vị huấn luyện viên pháo thủ sau 200 trận đấu. Thành tích này giúp Arteta trở thành huấn luyện viên Arsenal có nhiều trận thắng nhất sau 200 trận, vượt qua kỷ lục của huấn luyện viên Arsene Wenger 111 trận thắng và Jock Graham 106 trận thắng, theo ông ta. Mặc dù vấp phải sự hoài nghi ban đầu từ các nhà chuyên môn khi được bổ nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng, Arteta đã chứng tỏ được bản thân của mình. Ban lãnh đạo Arsenal, những người chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Arteta với vị trí này, xứng đáng được ghi nhận vì trao cơ hội cho vị huấn luyện viên trẻ tuổi. Đây rõ ràng là cột mốc đáng chú ý và minh chứng cho năng lực huấn luyện viên của Arteta. Chiêu lạ của Arteta khiến Arsenal bị chỉ trích. Sport Bible chia sẻ chiêu trò lạ của Arsenal ở cuộc đối đầu với Brentford tại Premier League. Arsenal đã thử áp dụng thói quen đá phạt góc ngắn mất nhiều thời gian hơn đáng kể so với các tình huống cố định thông thường. Họ làm như vậy nhiều lần trên sân nhà Brentford. Trở lại với tháng 9, chuyên gia Sky Sports Gary Nevin đang theo dõi trận đấu ở Premier League của Arsenal với Everton thì nhận thấy chiến thuật trì hoãn đến từ thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Gary Nevin từng nhận định: "Tôi quan tâm đến cái cách Arsenal thực hiện đá phạt góc ngày hôm nay. Thật thú vị vì họ đứng trước bóng quá lâu. Khi các cổ động viên lao ó như điên, họ cứ làm thế cho đến giây cuối cùng trước khi nhận thẻ vàng hoặc sự can thiệp từ trọng tài. Họ dùng chiêu trò đó 2 hoặc 3 lần." Mikel Arteta sớm đáp lại lời chỉ trích của Nevin và giải thích rằng chiến thuật trì hoãn khiến Everton rời khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho thời khắc quyết định. Với cách suy nghĩ ấy từ Arteta, việc trì hoãn đá phạt góc nhằm xô lệch hàng thủ của Brentford tập thể mạnh về không chiến. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên không thích phương án trì hoãn của đội chủ sân Emirates. Họ đặt câu hỏi tại sao đội khách lại tốn thời gian đá phạt góc khi họ chưa dẫn bàn trước Brentford. Nếu Kai Havertz không tỏa sáng kịp thời, chiến thuật của Arteta cho Arsenal sẽ còn bị chỉ trích nhiều hơn. Ramsdale mắc sai lầm, có thể bị bán sang Wolves. Lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, Ramsdale có trận bắt chính cho Arsenal ở Premier League. Thủ môn David Raya không thể tham dự trận đấu này vì ràng buộc với đội bóng chủ quản Brentford. Đây được coi là cơ hội trời cho để cho Ramsdale thể hiện mình nhằm lấy lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Tuy nhiên, có lẽ vì quá lo lắng nên Ramsdale đã mắc một sai lầm tai hại. Phút 14, trong một tình huống rất đơn giản, Ramsdale có bóng trong vòng cấm nhưng để cầu thủ Brentford áp sát và giành lại trước khi tung ra cú sút về khung thành trống.
May mắn là Declan Rice đã có mặt đúng chỗ để giải nguy. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Arteta không nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng thất vọng. Trong trận đấu này, cả hai pha cứu thua then chốt của Arsenal đều không phải do công của Ramsdale. Một là của Declan Rice và là một của Zinchenko trong hiệp 2. Với màn thể hiện này, Ramsdale nhiều khả năng sẽ phải trả lại vị trí bắt chính cho Rea trong những trận đấu tiếp theo. Tương lai của thủ môn người Anh vì thế cũng đang rất mờ mịt. Ramsdale từng nhiều lần khẳng định sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí, nhưng với việc Euro 2024 đang đến gần, anh cần thời gian thi đấu liên tục. Wolves là một trong những đội bóng đang mở rộng cửa chào đón Ramsdale. Bầy sói vẫn đã có sẵn Jose Sa, nhưng anh đang được rất nhiều đại gia tại Ả Rập Xê Út mời chào. Nếu có thể bán Jose Sa với giá mong muốn 35 triệu bảng trong mùa đông tới, Wolves sẽ lập tức tiếp cận Ramsdale. Với Arsenal, họ có nhiều khả năng sẽ không để Ramsdale ra đi ngay trong mùa này bởi vẫn cần thủ môn dự phòng. Nhưng trong mùa hè 2024 thì lại là một câu chuyện khác. Tranh mua nhạc trưởng Sergio Donetsk cùng Chelsea và MU. Theo Court of Side, tam đại gia Premier League là Manchester United, Arsenal và Chelsea đều muốn ký hợp đồng với tiền vệ người Ukraine Georgi Sudakov. Cầu thủ 21 tuổi này đã gây ấn tượng cho các câu lạc bộ tại Premier League, Tây Ban Nha và Italia bằng những màn trình diễn tuyệt vời cùng Sergio Donetsk và đội tuyển Ukraine. Georgi Sudakov có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm cũng như tiền vệ chạy cánh. Anh sẽ bổ sung thêm tính sáng tạo và kỹ thuật cho bất cứ đội bóng nào. Arsenal cần một cầu thủ để chia lửa cùng Declan Rice hay đội trưởng Martin Odegaard khi Arsenal đang đội hình cởi ải khá nhiều và có dấu hiệu quá tải. Chelsea chắc chắn cần mẫu cầu thủ như Sudakov. The Blue gặp khó khăn trong tấn công và tầm nhìn cũng như khả năng kỹ thuật của Sudakov có thể tạo ra được sự khác biệt lớn cho họ. Tương tự, Manchester United có lý do để săn đón nhạc trưởng trẻ tuổi này. Việc ký hợp đồng với Mason Mount đã không diễn ra như mong đợi và Quỷ Đỏ cần bổ sung thêm sự sáng tạo cho đội bóng của mình. Về phần Arsenal, họ quá phụ thuộc vào Martin Odegaard và Sudakov có thể đóng vai trò dự phòng cho tuyển thủ Na Uy. Khó khăn cho các đội bóng là Sergio Donetsk không muốn bán báu vật của mình ra đi và sẽ hét giá cao khi bán Sudakov như trường hợp của Mikhailo Moric. Kieran Tierney sẽ khó trở lại Arsenal. Qua GMF, nhà báo Dean Jones tin rằng Kieran Tierney khó có thể chơi cho Arsenal một lần nào nữa. Kieran Tierney chỉ là phương án dự phòng của Arsenal. Nhận thấy điều này, anh đã ra đi theo dạng cho mượn tại câu lạc bộ La Liga Real Sociedad trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Hiện tại, pháo thủ vẫn thi đấu tốt khi không có Tierney trong đội hình. Trong khi đó, tuyển thủ Scotland gây ấn tượng trong thời gian ở Tây Ban Nha. Và theo Team Talk, Sociedad đang xem xét hợp đồng trị giá 30 triệu bảng để mua đứt Tierney vào mùa hè tới. Dean Jones lên tiếng, tôi nghĩ thật tuyệt khi Kieran Tierney tìm được con đường mới cho mình. Sau khi đi theo con đường đó và tìm lại chính mình, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy muốn quay trở lại Arsenal. Tôi không nghĩ phong cách của cậu ấy sẽ phù hợp với những gì họ muốn làm. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi thậm chí không nghĩ rằng Mikel Arteta để mắt tới Kieran Tierney. Tôi nghĩ anh ấy muốn Tierney ra đi, thành công và tìm cho mình một câu lạc bộ cũng như con đường sự nghiệp mới. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chơi cho Arsenal thêm một lần nào nữa.